Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm thính gạo tại nhà. Với các cách chia sẻ của mình ngày hôm nay thì thính gạo rất là thơm luôn. Và khi mà các anh chị và các bạn kết hợp với những cái món ăn đó thì thính rất là thơm nè, mịn nè, không có bị lợn cợn và bảo quản được lâu nhé. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm thính gạo làm sao cho ngon, hấp dẫn và thơm, giữ được trọn hương vị thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có gạo nếp nha. Rồi kế tiếp thì mình có gạo tẻ, gạo nấu cơm bình thường đấy à. Và tỷ lệ là 1:1 nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái phần gạo nếp và gạo tẻ vô một cái vợt như thế này. Và mình sẽ tiến hành mình vo cho cái phần gạo để nó sạch hết những cái bụi bẩn ha. Và loại bỏ hết tất cả những cái dơ, những cái mà bụi bặm á. Mình sẽ rửa cho nó hết. Ở đây thì mình sẽ vo cho nó sạch nha. Và mọi người phải vo như thế này thì khi mà các anh chị và các bạn bảo quản thính nó mới được lâu ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta đã vo sạch rồi thì bây giờ thì mình sẽ mang đi mình bỏ để cho nó ráo cái phần gạo này nhé. Đó, mình xóc cho nó thật là ráo nước nha. Rồi mình để qua một bên cho nó ráo nước thêm. Và sau khi mà mình rửa cái phần gạo này ráo nước rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình bắt lên bếp một cái chảo và mình sẽ đổ cái phần gạo này vô cái chảo này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình rang ha. Muốn cho cái thính của mình nó thơm và bảo quản được lâu thì các anh chị và các bạn phải rang lên cho nó thơm và nó có cái màu đẹp à. Rồi bây giờ thì mình cứ rang, các anh chị và các bạn cứ rang từ từ thôi, tại vì cái gạo lúc đầu nó còn hơi ướt á thì nó sẽ hơi bị dính một chút xíu. Nhưng khi mà các anh chị và các bạn rang mà mình cảm thấy cái chảo nóng rồi thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình cứ rang đều lên như vậy, và khi nào nó vàng và nó giòn đó thì nó sẽ tách hạt gạo ra, mình đừng có lo nha. Đó, bắt đầu lúc này nó bắt đầu hơi khô rồi đó. Rồi sau một hồi mà mình rang á thì lúc này gạo đã khô hoàn toàn và bây giờ thì bắt đầu nó đã giòn cái hạt gạo của mình rồi đó. Bây giờ thì mình cứ rang cho tới khi nào nó vàng là được nha. Thật ra làm thính thì rất là dễ thôi, không có quá khó. Nhưng mà phải làm sao để cho cái hạt thính của mình khi mà mình xay ra thì nó thơm, giữ trọn được cái hương vị của cái thính. Và ăn nó sẽ béo béo hơn nha. Kết hợp những cái món ăn rất là ngon như là tai heo trộn thính nè, làm nem nè, hoặc là những cái món mà liên quan tới thính, hoặc dê tái chanh, dê thính gì đó. Mình ăn kết hợp với thính thì rất là ngon nha. Cái thính này làm thì không có quá khó, nhưng mà nhiều bạn thì không có biết cái cách làm sao, nên là hôm nay tiện mình chia kế tiếp thì mình sẽ có những cái món về món ăn kết hợp với thính đó, nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn để cho các chị và các bạn tham khảo để cho mình làm cái thính nó ngon ha. Rồi bây giờ thì sau một hồi mà mình rang á thì mình cảm thấy hạt gạo bắt đầu vàng rồi nè. Đó mọi người, nếu mà mọi người muốn cái hạt thính của mình càng thơm thì các anh chị và các bạn rang cho nó vàng hơn. Nhưng mà mình cảm thấy là cái lượng vàng như thế này là vừa rồi. Tại vì rang vàng quá thì cái thính của mình nó ăn nó sẽ bị nhựn nha, nó không có ngon. Mình rang vừa tới như thế này là được rồi. Sau khi mà mình rang thính mà nó vàng rồi thì mình sẽ nhấc ra khỏi bếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình mang đi mình xay. Xay thì cũng rất là dễ thôi, chúng ta cho vô cái cối xay sinh tố đó, mình xay. Và ở đây thì cái máy của mình nó công suất lớn nên là mình chỉ cần xay một lần thôi là cái hạt thính của mình nó đã mịn đó rồi. Nhưng nếu mà các anh chị và các bạn sử dụng cái máy xay tại nhà mà cái công suất nó nhỏ, cái máy xay sinh tố bình thường á, thì mình xay hai lần nha. Mình xay một lần xong cái mình múc ra, cái mình lại xay thêm một lần nữa. Mình xay hai lần, xay cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái hạt thính của mình nó mịn, thật mịn thì nó ăn với ngon nha. Các anh chị và các bạn xay không mịn thì khi mà ăn nó bị lợn cợn, cái hạt gạo nó lại không ngon nhé. Như lưu ý rằng chúng ta nên xay cho thật là mịn. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm thính tại nhà. Sau khi các anh chị và các bạn đã làm xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái hũ và kín hơi hoặc là cái bịch đó, túi zip á, mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và khi nào mình ăn thì mình sẽ lấy ra mình ăn nha. Bảo quản được rất là lâu và vẫn giữ được cái mùi thơm của thính khi mà các anh chị và các bạn lưu trữ ở trong tủ lạnh nha. Rồi hôm nay mình đã chia sẻ xong. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.